Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng trình bày lời giải cho bài tập 8.39, trang 67, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau này. Ở đây cô có xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai. Ở đây có tất cả là 4 khẳng định. Vậy thì cách làm của bài tập này là chúng ta sẽ cùng quan sát hình và đưa ra nhận xét cùng với câu trả lời, được không ạ? Đầu tiên nhé, khẳng định thứ nhất này, điểm C thuộc đường thẳng D, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng D. Chúng ta thử kiểm tra xem khẳng định này đúng hay sai nhé. Thì ở đây, đây chính là hình ảnh của đường thẳng D, đúng không ạ? Đó, và chúng ta thấy ngay đây là vị trí của điểm C. Đấy, thì chúng ta thấy C nằm trên D rồi. Vậy C thuộc đường thẳng D thì là đúng, đúng chưa ạ? Hai điểm A và B, đây chính là vị trí của hai điểm A và B. Chúng ta thấy nó không nằm trên đường thẳng D. Đấy, nên người ta bảo hai điểm A và B không thuộc đường thẳng D. Đây cũng là một khẳng định đúng. Vậy tổng kết lại thì khẳng định A là một khẳng định chính xác, đúng không ạ? Vậy cô có câu trả lời. Đây chính là A, đúng. Tương tự đến điểm B này. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. À, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy để kiểm tra xem 3 điểm này thẳng hàng hay không thì cô sẽ đặt thước. Cô sẽ đặt thước sao cho đi qua 3 điểm này để cô kiểm tra xem 3 điểm có thẳng hàng hay không. Thì chúng ta thấy là nếu như cô đặt thước như thế này, đó thì hoàn toàn cô có thể vẽ được một đường thẳng đi qua cả 3 điểm ABC. Đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy đây là vị trí của điểm A này, điểm C này và điểm B thì đều nằm trên cái mép thước kẻ của cô. Vậy điều này có nghĩa là sẽ có một đường thẳng đi qua cả 3 điểm ABC. Từ đó thì chúng ta kết luận 3 điểm này là 3 điểm thẳng hàng, đúng không ạ? Do đó là khẳng định B là một khẳng định không chính xác, hay chúng ta sẽ có câu trả lời B là một khẳng định sai. Câu C, điểm F không thuộc đường thẳng M. À, đây là điểm F này, đây là đường thẳng M này. Chúng ta thấy ngay điểm F thì không nằm trên đường thẳng M, nên khẳng định nói với chúng ta rằng điểm F không thuộc đường thẳng M là một khẳng định đúng, đúng không ạ? Vậy câu C của cô ở đây là đúng. Còn câu D, 3 điểm D, E, F không thẳng hàng. À, chúng ta thấy ngay này, điểm D thì thuộc đường thẳng M, điểm E cũng thuộc đường thẳng M, nhưng điểm F thì lại không thuộc đường thẳng M, nên 3 điểm D, E, F không nằm trên cùng một đường thẳng. Và từ đó thì chúng ta suy ra 3 điểm này không thẳng hàng. Nên là với khẳng định D, đề bài yêu cầu chúng ta, đề bài nhận xét là 3 điểm DF là không thẳng hàng là một khẳng định chính xác, đúng không ạ? Vậy cô có khẳng định D cũng là một khẳng định đúng. Rồi, như vậy là bằng cách quan sát và đưa ra nhận xét câu trả lời thì cô và các em đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 8.39. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.